Tại cái nồi cơm thế gian đảo điên khóc cười, tại cái nồi cơm chúng ta biết được trắng đen, càng hiểu càng đau mới tin Phật pháp nghiêm mau, cho ta thấy rõ lòng người phân biệt và tra tiêu ngoan. Nhờ thầy tôi sáng ra bể khổ trần đời, cũng nhờ thầy tôi buông xuôi vật chất phù du, nhờ thầy vị tha không tham sắc dục tiền tài, trả dài cuộc sống vô thường, nghiệp đời nào đâu